Chào. Chào, mình tên là Aleka. Chúng ta sẽ đọc một số từ nhé. Hãy nhìn vào các từ nào. Em bé. Em bé. Đây là em bé. Đây là em bé. Và đây là em bé. Bạn có biết em bé nào nữa không? Yếm. Yếm. Mũi tên đang chỉ vào yếm của em bé kìa. Bạn có mặc yếm không? Các em nói từ banh đi nào. Banh. Đây là trái banh màu xanh. Trái banh của Lao Sơn màu gì nào? Mèo. Mèo. Đây là con mèo. Mèo nó kêu meo meo. Gậy. Gậy. John đang lắc lư cây gậy. Nói từ gậy nào. Lúc lắc. Lúc lắc. Ayana đang chơi cái lúc lắc. Các em biết lắc cái lúc lắc không? Nón. Nón. Nhìn kìa, Lauren có một cái nón màu trắng. Bạn có thể mua một cái nón không? Nón. Nón. Hãy nhìn những cái nón kìa. Hayden và Michael đều đội nón. Con vật. Con vật. Hãy nhìn những con vật này. Bạn có thích chúng không? Hà mã. Hà mã. Hà mã đang bơi trong nước. Nói từ. Chó. Chó. Con chó này đang đeo một cái khăn màu đỏ quanh cổ kìa. Lừa. Lừa. Con lừa muốn nghe bạn nói. Chà bạn lừa. Khỉ. Khỉ. Con khỉ đang vuốt má con khỉ kìa. Bọ. Bọ. Hãy kể xem con bọ đang làm gì nào. Ong. Các em nói từ ong nào. Con ong đang hút mật từ hoa. Con ong là một loại côn trùng. Côn trùng có 6 chân. Cây. Cây. Cây là loại thực vật có thân, có cành. Lưỡi. Lưỡi. Đây là lưỡi của Aleka. Lưỡi của em đâu? Cọp. Cọp. Con cọp này đến từ châu Á và thuộc họ nhà mèo. Cọp có vằn. Nhện. Nhện. Con nhện đang leo trên lưới. Con nhện có 8 chân.
Một chú nhện con màu đen thôi chú ta trèo lên mái nhà. Chợt một cơn mưa rơi chú trôi về nơi rất xa. Trời tạnh mưa ngưng rơi chiếu muôn ngàn tia nắng ngời. Và một chú nhện con màu đen thôi chú lại trèo lên mái nhà. Một chú nhện con màu đen thôi chú ta trèo lên mái nhà. Chợt một cơn mưa rơi chú trôi về nơi rất xa. Trời tạnh mưa ngưng rơi chiếu muôn ngàn tia nắng ngời. Và một chú nhện con màu đen thôi chú lại trèo lên mái nhà. Tả lót, tả lót. Em bé đang mặc tả. Tả của em bé màu gì nào? Vịt. Vịt. Hãy nhìn con vịt đang uống nước và tỉ lông kìa. Sô. Sô. Alexa đang chơi cát với cái sô. Ngủ. Ngủ. Kaylin đang ngủ trưa. Bé ngủ trưa chưa? Nhịp. Nhịp. Bạn nhịp chân như vậy được không? Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay nào? Răng. Răng. Alexa đang chỉ vào răng. Chúng ta nhai bằng răng. Má. Má. Ba của em bé đang chỉ vào má bé. Má của các em đâu? Sờ hai chân. Hay nên bây giờ đang sờ hai chân. Bạn tự làm sống như vậy được không? Giày. Giày. Nhìn chiếc giày này. Các bé có thể nói từ giày không? Lắc. Lắc. Lắc trái banh nào, Michael? Lắc đầu nào, Kaylin? Với. Với. Với lấy trái banh đi nào, Lawson? Bé rất thích được học. Bé thích học những điều mới. Bởi vì học rất vui. Uống nước từ ly rất vui. Xem đứa bé này đứng lên. Em bé gái này đang lắc trái banh. Nhìn bé kia, bé sẽ bò đó. Lauren thích chải tóc. Bây giờ, Janela đang ngồi trên ghế. Chuyển động tay và chân rất vui. Em bé trai này thích cười với mọi người. Lawson thích vỗ tay. Michael có thể cuộn tròn. Janela thích đi chơi. Nhìn Lauren kìa, bé sẽ trốn. Michael đang với tay lấy đồ chơi. Và Brandon thích uống bình nước. Em bé thích học những điều mới. Bởi vì học rất vui. Điều đó thì thật là vui. Mình hy vọng mình vẫn có thể học khi mình 101 tuổi. Đọc. Đọc. Nhìn kìa, mình và bạn ấy đang đọc sách. Đỏ. Bạn thích màu đỏ không? Hồng.
Ngoài màu hồng bạn đang thấy trên tivi, bạn có biết vật gì màu hồng nữa không? Uống. Uống. Em bé thích uống nước bằng ly. Các em uống nước bằng ly phải không? Trống. Trống. Bé gái thích chơi trống. Dù. Dù. Chơi dù thì rất vui. Nhìn từ chải. Chải. Em bé đang cầm một cái bàn chải màu trắng. Mẹ Hayden đang chải tóc cho em bằng cái bàn chải màu xanh. Heo con. Heo con. Heo con đang bú sữa mẹ. Chúng đang rất đói. Chó con. Chó con. Chú chó con này nó rất dễ thương. Gà con. Gà con. Hãy nhìn những chú gà con trong hộp này. Chúng nhỏ xíu à. B. B. Chú B này là con bò con. Con B này màu gì vậy? Bò. Bò. Con bò này to. Con bò này màu gì vậy? Ngựa. Ngựa. Nhìn nè, mình đang cưỡi ngựa. Heo. Heo. Con heo đang đi trên cỏ. Nó kêu ét ét. Dê. Dê. Hãy bắt chước giọng con dê nào. Bê. Bê. Màu sắc. Màu sắc. Bạn thích màu nào? Ngồi. Ngồi. Nhìn Johnny Lơ ngồi trên ghế kìa. Thỏ. Thỏ. Nhìn con thỏ hỉnh mũi kìa. Tê giác. Tê giác. Con tê giác rất nặng. Nó có thể nặng tới 2.700 kg. Bạn cân nặng bao nhiêu? Hải cẩu. Hải cẩu. Hãy nhìn con hải cẩu này đang bơi trong nước. Và bây giờ nó đang bơi qua một hốc đá. Sóc. Sóc. Nhìn con sóc như đang nói kìa. Xin chào. Xin chào. Sờ. Sờ. Em bé đang sờ tóc. Bây giờ bé đang sờ cuốn sách. Cầm. Cầm. Hayden đang sờ cầm. Tinh tinh. Từ này là từ tinh tinh. Tinh tinh con đang cưỡi trên lưng mẹ.
Kéo. Kéo. Mình đang kéo dây kéo áo khoác của mình. Bé Delaney cũng kéo dây kéo áo của bé kìa. Ngựa vằn. Ngựa vằn. Ngựa vằn có những sọc đen và trắng. Sở thú. Mình thích đi chơi sở thú để nhìn các con thú và xem chúng làm trò. Hãy nhìn con vượn vỗ tay kìa. Nhìn cách con voi đứng kìa. Tinh tinh con đang cưỡi trên lưng mẹ. Bây giờ, con hà mã đang há miệng rất rộng. Con hải cẩu đang ngủ. Ở đằng này, con linh dương đang ăn. Những con gấu này mắc cười quá. Bây giờ con voi đang tắm. Hãy nhìn con cọp lăn cái thùng kia. Wow, mình chưa bao giờ biết những con vật này có thể làm được như vậy. Xe đạp. Xe đạp. Kellen thích đi xe đạp. Bạn có xe đạp không? Khối. Khối. Chơi các hình khối rất vui. Bé gái đang chồng những khối lên nhau. Bông bóng. Bông bóng. John đang thổi một cái bông bóng to và đẹp. Nơ. Nơ. Các em có thấy cái nơ đỏ của bé Lauren không? Cái nơ đâu rồi? Đừng lo, mẹ của bé sẽ mang cái nơ lại cho bé. Đây là cái nơ đỏ. Vàng. Bạn có thể kể vật gì có màu vàng không? Thổi. Thổi. Alika thích thổi kèn. Cùi chỏ. Cùi chỏ. Mũi tên đang chỉ vào cùi chỏ của em bé. Bạn có thể chỉ vào cùi chỏ không? Đầu. Đầu. John đang ôm đầu. Bạn ôm đầu nào? Vai. Vai. Kylin đang sờ hai vai. Sờ vai nào? Đầu gối. Đầu gối. Sờ đầu gối nào? Đây là từng ngón chân. Ngón chân. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ngón chân. Mắt. Mắt. Kylin nhắm mắt lại. Tai. Tai. Đây là tai của John. Tai của bạn đâu? Miệng. Miệng. Nhìn kìa, con hà mã đang há miệng. Nhìn kìa, Kaylin đang há miệng. Mũi. Mũi. Bé trai đang chỉ vào mũi. Bye.
Ghế. Ghế. Đây là ghế ngồi dành cho em bé. Em bé được đặt vào trong ghế ngồi. Chỉ. Chỉ. Chỉ lên trên. Bạn chỉ được không? Uống. Uống. Bé gái đang uống nước bằng ống hút. Ăn. Ăn. Hai em bé đang ăn tại bàn. Ngửi. Ngửi. Kamalita đang ngửi hoa. Cười. Cười. Brandon đang cười. Các em cười lên nào. Vẫy tay. Vẫy tay. Các em vẫy tay lại chứ. Lạc đà. Lạc đà. Lạc đà có cổ dài và hai cục bú trên lưng. Lạc đà sống ở sa mạc và không uống nhiều nước. Voi. Voi. Ngoài này nóng quá. Mình quạt tay cho mát nè. Gấu. Gấu. Hai con gấu đang đùa giỡn với nhau. Chạy. Chạy. Nhìn xem, bé gái đó chạy nhanh ghê. Bạn có thể nói từ vui. Vui. Lauren đang chơi đàn piano kìa. Một con gà con chạy chạy chạy. Hai con vịt đang bơi dưới nắng. Ba con bò đang đùa vui. Xanh dương. Xanh dương. Đen. Vật nào có màu đen vậy? Nâu. Kể tên vật nào có màu nâu. Nhìn xuống. Bé có thể nhìn xuống không, Kylie? Xe hơi. Xe hơi. Đây là một chiếc xe hơi màu đỏ rất đẹp. Ngôi sao. Ngôi sao. Có 6 ngôi sao. Những ngôi sao này màu gì? Khi nào chưa? Tím. Tím có phải màu bạn thích không? Đẩy. Từ này là từ đẩy. Kellen đang đẩy một xe mua hàng. Ngồi. Ngồi. Bé gái đang ngồi trên ghế. Bạn có đang ngồi không? Tóc. Hãy sờ tóc giống như cô bé ấy đang sờ tóc. Tay. Tay. Delena đang chỉ vào tay của bạn ấy. Bạn có thể chỉ vào tay mình không? Từ này là đứng lên. Đứng lên và múa bài.
Tôi là cái ấm nhỏ. Bình trà nhỏ là tôi, thấp nhưng đáng yêu. Qua bên đây thân bình, bên kia cái vòi. Chừng nào trà thật sôi sẽ nghe tiếng tôi. Nghiêng tôi qua rót ra ly trà. Nhìn lên! Bé gái đang nhìn lên. Sách! Sách! Em bé đang nhìn quyển sách. Ly! Ly! Em bé uống nước bằng cái ly. Lược. Lược. Em bé cầm cây lược màu trắng. Bò. Bò. Em bé đang rất vui khi bò trên cái mền. Với. Với. À Gian nè, với lấy đồ chơi. Các bé có đồ chơi không? Vỗ tay. Vỗ tay. Chúng ta cùng vỗ tay. Các bé có thích vỗ tay không? Vẫy tay. Vẫy tay. Mọi người cùng vẫy tay nhé. Bạn có thể vẫy tay không nào? Đi. Đi. Một bé gái và một bé trai cùng đi. Chim bồ câu đang đi trên cỏ. Đá. Đây là từ đá. Con chó đang đá banh kìa. Chìa khóa. Chìa khóa. Em bé đang cầm ba chìa khóa. Bạn hãy chọn một cái đi. Diều, diều. Diều cần gió để bay. Trắng. Mây có màu trắng. Cam. Bạn có thích uống nước cam không? Xanh. Có bao nhiêu màu xanh mà các em thấy nào? Vui. Vui. Em bé đang rất là vui. Vỗ tay. Trẻ con đang vỗ tay. Này bạn ơi, khi ta đang vui thì tay vỗ. Còn chờ chi khi ta đang vui nào? Ôi vui sướng biết mấy lúc này, nếu thấy vui mau mau xông vầy, đứng với nhau giơ tay lên nào rồi ta vỗ. Này bạn ơi, khi ta đang vui dừng chân đi, còn chờ chi khi ta đang vui dừng chân đi. Ôi vui sướng biết mấy lúc này, nếu thấy vui mau mau xông vầy, lúc thấy vui ta bên nhau nào dừng chân đi. Này bạn ơi, khi ta đang vui thì hoan hô, còn chờ chi khi ta đang vui thì hoan hô. Ôi vui sướng biết mấy lúc này, nếu thấy vui mau mau xông vầy, đến với nhau hoan hô đi nào, nào hoan hô. Bé gái, bé gái. Bé gái đang cười. Em bé đang rất là vui. Bé gái đang chơi trên biển. Bé trai. Bé trai. Bé trai đang chơi xe lửa. Đây là bé trai sơ sinh. Đồ chơi. Đồ chơi. Chìa khóa đồ chơi. Xe đồ chơi. Đây là trái banh đồ chơi. Xe lửa đồ chơi. Chú nông dân và con thú đồ chơi. Trống đồ chơi. Em bé
Em bé. Hãy nhìn những em bé dễ thương này xem. Bạn có phải là em bé không? Vẫy tay. Bé gái đang vẫy tay. Sờ mũi. Hayden đang dùng một ngón tay sờ mũi. Sờ tóc. Jonala đang sờ tóc. Bạn có thể sờ tóc mình không? Sờ ngón chân. Em bé đang sờ ngón chân. Bạn có thể sờ bao nhiêu ngón chân? Sờ tay. Bạn có thể sờ hai tay của mình không? Thú nuôi. Thú nuôi. Mình đang ôm thú nuôi. Con bọ. Tên nó là Peanut. Thú nuôi là bạn của chúng ta. Thú nuôi là con vật và là bạn của chúng ta. Chúng yêu quý chúng ta và chúng ta cũng yêu chúng. Con chó con bị ướt. Nó là thú nuôi của chúng ta. Xem nó chạy kìa. Nó đang rất vui. Nhìn con mèo con. Nó dễ thương. Nó kêu rừ rừ khi chúng ta vuốt lông nó. Con bọ của mình không to. Mình có thể ôm nó. Tên nó là Peanut. Hãy nhìn con thỏ. Nó rất dễ thương và vui tính. Nó ngọ ngoại cái mũi. Nó nhảy khi nó đi. Chúng mình có thú nuôi ở nông trại. Chúng yêu mến chúng mình và chúng mình cũng yêu chúng. Có. Bạn có thể nói từ có. Gật đầu là có. Không. Bạn có thể nói từ không. Nào, lắc đầu nói không nào. Vượng. Vượng. Con vượng đang tiến về phía các bạn kìa. Rùa. Rùa. Đây là một con rùa to. Con rùa to đi rất chậm. Sư tử. Sư tử. Sư tử gầm. Bạn có thể gầm không? Chân. Chân. Hayden đang giơ chân lên. Chân của bạn đâu? Bàn chân. Bàn chân. Đây là bàn chân em bé. Chúng ta có hai bàn chân. Mỗi bàn chân có 5 ngón. Ngón tay. Ngón tay. Bé gái đang sờ các ngón tay. Các em sờ ngón tay mình nào. Rốn. Rốn. Bạn có thấy rốn của Michael không? Bây giờ, tìm rốn của bạn nào. Đá. Đá. Em bé đang giơ chân lên kìa. Bạn thử xem nào. Lắc. Lắc. Từ lắc đang lắc kìa. Sờ đầu. Hai em bé đang sờ đầu. Sờ một chân. Mẹ bé đang sờ chân của bé. Đây là từ hình tròn. Đây là hình tròn màu trắng. Đây là từ hình vuông. Đây là hình vuông màu trắng. Hình vuông có bao nhiêu cạnh? Ngáp. Ngáp. Con lạc đà đang ngáp. Nó đang buồn ngủ. 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 Đi ngủ nào bé gái ơi. Chúc bé ngủ ngon nhé. Chèo thuyền dọc theo suối qua hồ ra sông sâu. Thích thú ca vang môi tươi cười cuộc sống vui như giấc mộng. Chèo thuyền dọc theo suối qua hồ ra sông sâu.
thích thú ca vang môi tươi cười, cuộc sống vui như giấc mộng. Chèo thuyền dọc theo suối qua hồ ra sông sâu, thích thú ca vang môi tươi cười, cuộc sống vui như giấc mộng. Chèo thuyền dọc theo suối qua. Xin kính chào các gia đình và các bé đang theo dõi chương trình Làm Cha Mẹ, cung cấp thông tin cần thiết và hữu ích cho mọi gia đình, giúp cha mẹ nuôi con khỏe, từ chăm sóc y tế tới chế độ dinh dưỡng. Ngay sau đây, Phương Huyền xin mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Y tế sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng của trẻ từ khi còn trong bụng mẹ rất quan trọng, giúp trẻ sinh ra được thông minh, khỏe mạnh, trong đó đặc biệt là sắt và acid folic có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của trẻ ngay từ lúc chưa chào đời. Tuy nhiên, việc uống viên sắt lại gặp trở ngại rất lớn do các tác dụng phụ gây ra trên đường tiêu hóa, trong đó đặc biệt là táo bón khiến các bà mẹ sợ hãi khi dùng. Ngày hôm nay, chương trình sẽ giúp các bạn có được sự lựa chọn tuyệt vời cho cả mẹ và bé với viên sắt cho bà bầu Phenana. Bình thường, nhu cầu sắt của phụ nữ là 5mg, lượng này có thể được cung cấp từ thức ăn. Khi mang thai, nhu cầu sắt của cơ thể tăng lên nhiều lần và khoảng 25mg mỗi ngày. Do đó, bên cạnh một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bà bầu cần uống viên sắt để bổ sung thêm 20mg sắt mỗi ngày. Những viên sắt thông thường khiến chị em rất lo sợ, bởi bên cạnh những triệu chứng ốm nghén, mệt mỏi ở người mang thai, thì chị em còn phải chịu đựng những tác dụng phụ của viên sắt như khó chịu ở dạ dày, nóng ngực, có vị tanh kim loại ở miệng, đặc biệt là táo bón. Nguyên nhân của các tác dụng phụ trên là do sắt hấp thu không hoàn toàn, bị đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa và gây ra những tác dụng phụ. Viên sắt cho bà bầu Phenanan được nghiên cứu và ra đời chính là một giải pháp lý tưởng để giúp giải tỏa những lo ngại đó của các bà mẹ. Viên sắt cho bà bầu Phenana chứa sắt nano với kích thước vô cùng nhỏ, giúp sắt dễ dàng hấp thu gần như hoàn toàn, không bị đào thải ra ngoài, nhờ đó tránh được tác dụng phụ trên đường tiêu hóa so với những viên sắt cổ điển. Sắt chính là nguyên liệu tổng hợp hemoglobin, chất có mặt trong tế bào hồng cầu. Thiếu sắt sẽ dẫn tới thiếu máu, người mẹ sẽ mệt mỏi, sẩy thai, đẻ non hoặc con sinh ra sẽ nhỏ yếu, dễ bị băng huyết khi sinh, thậm chí có thể gây tử vong ở cả mẹ và con. Bên cạnh đó, viên sắt cho bà bầu Phenana còn chứa acid folic, các vitamin, các nguyên tố vi lượng và 17 acid amin thiết yếu. Acid folic có vai trò quan trọng trong cấu tạo và phát triển hệ thống thần kinh của thai nhi. Người mẹ trong giai đoạn mang thai thiếu acid folic sẽ gây ảnh hưởng tới cân nặng sơ sinh, dị tật ống thần kinh. Viên sắt cho bà bầu Phenana sẽ bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho mẹ và sự phát triển của bé, phù hợp cho phụ nữ có dự định mang thai, đang mang thai và phụ nữ sau sinh. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cái sản phẩm sắt acid folic. Thế như vừa rồi tôi có quan tâm một cái sản phẩm là sắt Nana. Thành phần trong cái sắt Nana này chủ yếu là nó cung cấp thứ nhất là cái sắt và thứ hai là cái acid folic. Sắt của nó dưới dạng gọi là sắt nano, và khi sắt nano tức là các cái phân tử sắt được phân chia dưới dạng nanomet rất là nhỏ, cho nên nó có tác dụng tối ưu. Sử dụng cái viên sắt này thì tôi nghĩ rằng tránh được cái tình trạng là táo bón thì cũng là rất tốt. Để cung cấp đầy đủ sắt và acid folic cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ, hãy uống viên sắt cho bà bầu Phenana đều đặn mỗi ngày. Uống viên sắt Phenana bởi mẹ yêu con. Hoạt tương tác giữa các tế bào não để khơi dậy tiềm năng trí tuệ. Bố mẹ cần kích thích giác quan và cho trẻ Green Plus đột phá với hệ dưỡng chất IQ chứa Immunify, AA và DHA hỗ trợ sự phát triển trí não. Green Plus mang đến nguồn dinh dưỡng hoàn hảo giúp bé yêu vượt lên phía trước.